bốn người thành ra là cũng không chở được xe máy đi hết cô bác. Thấy các em bảo là còn một đoạn nữa thôi. Thế ba anh em này có thường hay ra nhà chị để bán cái hạt chẩu này không, hạt sở không? Có mà, mấy đứa này thỉnh thoảng lại về mà. Mấy đứa đi học ấy, đi học chắc là nhặt được. Vâng. Thì lắm lúc túm bé bé cũng mang về bán đấy. Vâng. 259 thì là 260 nhá. Chị đây, làm tròn 260 làm tròn 260 đây. Chị cho mỗi đứa 10.000. Đi uống lon nước nhá, bác xa quá nhá. Bán tặng có gửi cho Lực là 100 đô. Thì là tương đương là 2 triệu là 468.000 và trong. Nếu mà lấy thì cô lấy 160 cái đấy, vì cô bán 260 thôi. Hôm nay cái này rẻ hơn. Hôm nay thì ba anh em thì được mỗi người là 500.000. Thì làm sao mà mua cho nó vừa cân đối là 500.000 đấy. Thế thì thoải mái. Cái này nó bị ấy như thế này thì quần này thì nó thuộc dạng là như kiểu là dạng là nó nhìn nó rất là đẹp đấy cô bác ạ. Nhưng mà khi mà người ta nhìn vào mình ấy, người ta đánh giá là mình thuộc dạng là ăn chơi, hiểu không? Cho nên là lấy cái quần nào mà nó phẳng lì như này cho anh nhá. Đấy. Thở 40.000 à. Thế thì đây cháu gửi cho cô là 1.500.000. Thở phải không? Thế rồi, thế thôi cô ủng hộ thêm nhé, cho mỗi anh em một bát phở là 60.000, ba anh em 20.000 một bát. Thế là cô trả lại 60.000 cho. Con cảm ơn bà. Nhìn vào kia. Đó, gửi tiền vào cho con mua quần áo ạ. Con chúc gia đình bà khỏe mạnh ạ. Con cảm ơn bà đã gửi tiền cho con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Thích nào? Con cảm ơn bà và tiền cho con mua quần áo. Con chúc bà luôn mạnh khỏe ạ. Cô chú có điện là tặng cho các em thêm là quần áo nữa. Thì áo này bây giờ nó vẫn mặc được đi. Vâng. Cô sẽ tặng cho mỗi vâng. em hai cái. Đấy, trích với lại trích với lại là các em thì là được mỗi người thêm là hai áo phông nữa này. Đấy, cảm ơn chú nhá. Okay. Bắt tay chú cái. Không sao. Chú đang ăn phở thì chú gọi cô bác ạ. Ủng hộ cháu nó dạ. nhưng mà các chú cô với chú gọi là rất là tốt đấy, lần nào cháu sang mua quần áo thì cũng đều là giảm giá rất là nhiều rồi. Mà đồng thời là còn gửi tiền lại cho các em nữa. Thưa cô bác, bây giờ thì cháu Lực đang di chuyển là đi xuống nhà của hai ông cháu. Thời tiết hôm nay thì là ở trên cháu Lực là hơi mưa một chút rồi cô bác ạ. Xe lạnh nữa. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới ở trên kênh Bản Em. Và xin chào cô bác. Đây thì đoạn đường này người ta đang sửa cô bác, thành ra là đi khá là khó. Có vẻ đây nhìn giống em Giang với em Trích, em Đoàn này. Ba anh em đi đâu đây? Hả? Đi bán hạt chẩu á? Hay là Giang, Trích, Đoàn đúng không? Rồi Giang. Bây giờ em Đoàn phải mời chào các ông bà nào. Con kính chào các bà. Rồi nào. Con kính chào các ông các bà. Rồi nào Trích nào. Kính chào các ông các bà. Rồi thế ba anh em là. Đi lên đây bán hạt chẩu à? Ừ. Thế hôm nọ là bán được, hôm nọ là mua được cái này đúng không? Ừ. Nay đi từ mấy giờ rồi? Hả? Đi từ thế sáng nay không đi học à? Ừ. Giang bị làm sao đây chỗ này? Chỗ đấy bị làm sao? Thế là ba anh em là đi bán hạt chẩu chỗ này á? Ừ. Mẹ đi đâu rồi? Sao mẹ không đi bán cùng? Mẹ đi đổi công á? Vâng. Này là sao không đi luôn, sao lại ở lại đây làm gì? Mưa. Thế mưa là ở đây trú mưa à? Vâng. Ở bên ngoài thì thời tiết là vừa rồi là có mưa phùn là một chút cô bác ạ. Vừa rồi thì cháu Lực là đang định đi xuống cái nhà của hai ông cháu, nhưng mà bây giờ cháu Lực sẽ phải là tạm khoán lại để một tí nữa xem là ba anh em là đi đâu bán. Này thì đi tận đâu bán? Còn đi xa không? Còn một tí là đến rồi à? Thế là Giang là vác cái nào? Giang thì là lớn hơn là vác cái này các bác này. Anh xem là bao nhiêu cân nào? Đâu đó tầm độ gần 10 cân một chút các bác ạ. Thế bây giờ ba anh em đi luôn chưa? Đi luôn rồi à? Thế đi đi, anh xem là các em đi bán được là bao nhiêu? Này thì hôm nọ là các em là đi lấy các bác ạ.
để đi xem là các em là bán được tầm độ bao nhiêu tiền nào, và cái số tiền để các em bán là sẽ để làm gì. Anh à, đây ba anh em, mỗi người là một túm của bác. Em trích thì là nhỏ hơn, thành ra là em ấy là điệu lớn hơn. Còn em Giang thì em ấy lớn hơn, thành ra là điệu là nhiều hơn. Đoàn có nặng không Đoàn? Hả? Nếu mà nặng thì bảo anh hộ nhá. Rồi, bốn người thành ra là cũng không chở được xe máy đi hết cô bác. Thấy các em bảo là còn một đoạn nữa thôi. Trích có cân, Trích ra đây chú hộ cho nào. Này ra đây anh hộ cho. Của Trích thì đâu đó là tầm được 5-6 cân cô bác. Thế là mẹ hôm nay đi đâu Trích? À, mẹ đi từ sáng sớm à? Cái này là ở nhà thì còn không hay hay là hết rồi? Hả? Hết rồi à? À, hôm nọ là cùng mẹ với lại là các anh đi lấy đúng không? Giang với lại là em Đoàn thì đi nhanh hơn không bác? Đây là đi bộ từ dưới kia lên à? Đi thì có nhờ xe được ai không? Vâng cô. À, đây là đến chỗ mà ba anh em là dùng để bán rồi cô bác ạ. Thế là thường thường là Giang là lên đây bán à? Ừ. Thế mỗi lần thì đi ba anh em là đi cùng ai? Đi. Ba anh em tự đi ạ. Ba anh em tự đi à? Vâng. Rồi, đây 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 thì cho chị cân nào. Đây tí này. Hạt trầu này bây giờ cân bao tiền đấy chị? Dạ. Này ăn chuối này, đợi một tí này. Ăn mấy quả chuối đi. Đây. Ăn túi này cho xám chụp hạt với chứ. Ừ à. Chào mẹ. Ờ mẹ đưa xám cho cháu mà khai luôn hả? Khai á. Ừ. Tê cửa. Nó có này. Hả? À lực gọi này đó. Đợi cho ba anh em là bán đó cô bác. Xong thì tiện thể là hôm nay thì Đức cũng nhận được một cái phần quà là từ bà An Phạm, thì một tí sẽ đưa các em là đi mua luôn. Đoàn với lại Đoàn Trích, Trích không lạnh à? Hả? Có lạnh không hả Đoàn? Có. Trích có lạnh không? Có. Trích thì không có áo vest của bác ạ. Còn là Đoàn nếu bỏ là có một số bác là gửi cho thì còn. Tới cho bác mới mua nhau mà, mua nhau mà bán nhau thôi. Mua nhau mà tới cho bác. Chị bán mất cái này đó. Chị bay yếu ảo xong với ta. Ừ, nghĩa là tổng vậy. Ừ. Này ở trên xá này là có mỗi nhà chị là thu mua này à? Đúng rồi, bây giờ năm nay nó rẻ quá. Năm nay được bao tiền cân rồi? Năm nay khô mới được 7.000 nghìn. Chứ tươi là không được 7.000 nghìn. Chị xem của ba anh em này thì là được bao tiền cân? Em nó có nếu thì mà cân đó. Để cân của bà đó. Cái này thì thấy là chị thu mua rất là nhiều bác này. Đây trong đó tầm độ 2 tạ, 3 tạ gì đấy. Thế là từ nhà về thì đã ăn cơm chưa? Chưa. Chưa ăn cơm đâu à? Ừ. Thế ba anh em là đi là chưa ăn gì luôn? Ừ. Thế là một tí là đi ăn phở luôn nhá. Ừ. Đi ăn phở xong thì đi về. Thế bán này bán thì lấy tiền về để cho mẹ đi làm gì? Cho mẹ. Để cho mẹ à? Ừ. Nhưng mà cho mẹ để đi làm gì? Mua thức ăn hay là đi giặt nợ? Từng một tí một. À, mua thức ăn là vừa mua thức ăn vừa giảm nợ đúng không? Ừ. À, ba anh em thì là rơi vào cái hoàn cảnh cân sau khi mà bố mất rồi đấy. Của ba đứa này là nó không khô mấy đâu, không khô thì thôi chị vẫn tính giá đấy cho em nhá. Ừ. Bảo là của ba đứa này là nó chưa khô hẳn đâu. Thì nếu mà người khác là thôi, ba em mình khó khăn thì thôi chị mua 7.000 nhá. Ừ. Còn bằng cái khô của người ta nhá. Ừ.
Thế ba em cũng nhìn cũng hoàn cảnh ấy. Ở đây là chị là tính là bằng giá khô hết thôi bác. Mặc dù là của ba anh em là chưa được khô mấy đâu. 37 cân. 37 à? 37. Thế thường thường là bán được bao nhiêu tiền một cân? 37 nhân 7 này. Dạ. Cái loại này bán ở khô kia được 7.000 ạ. Khô là được 7.000 à? Ừ. Nếu mà chưa khô thì được bao tiền một cân chị? Chưa khô thì được 6.000, 5.000 đấy. Của mấy đứa này nếu mà mua của người khác là chỉ tầm 6.000 thôi. Nó tùy theo là cái mức độ khô. Đúng rồi, nhưng mà của mấy đứa thôi, thế mấy đứa cũng vác xa nữa. Cũng khổ nữa, thôi mua hộ mấy đứa 7.000. Thế ba anh em này có thường hay ra nhà chị để bán cái hạt chẩu này không, hạt sở không? Có mà, mấy đứa này thỉnh thoảng lại về mà. Mấy đứa đi học ấy, đi học chắc là nhặt được. Vâng. Thì lắm lúc túm bé bé cũng mang về bán đấy. Vâng. Thế này, mấy đứa cũng khổ thì cái này mua thì nhặt được à, bao nhiêu lâu rồi Giang? Nhặt được 200... nhiều ấy. Đã được nhiều ngày rồi à? Ừ. 259.000. 259 thì là 260 nhá. Ừ. À, chị đây, làm tròn 260 à? Làm tròn 260 đây. Chị cho mỗi đứa 10.000. Đi uống lon nước nhá. Bác xa quá nhá. Ừ. Đấy là để đấy, anh xem là được bao nhiêu tiền là hôm nay ấy. Này là 30.000 này là chị là đưa cho các em. Còn hôm nay các em bán uống được nước là đấy, các em bác xa 250 quá. Của bác. Còn coi như là 40.000 là tôi cho. Đấy cất đi, ra ngoài một tí nữa à, đem đi cho mẹ nhé. Vâng. Bây giờ thì đã đói chưa? Đói chưa hay là đi ăn trước hay là đi mua đồ trước? Đi mua đồ trước đúng không? Ừ. Đấy, kèm theo là hôm nay là có một phần quà là của bán Phạm các bác. Thì cái phần quà là để mua áo rét cho các em. Thì sẽ đưa các em đi mua áo rét luôn. Ở dưới đây thì có một quán. Rồi ba anh em đi nào. Tắm mía thêm. Bố, mẹ bị khai riêng. Thế là đoàn thì hôm nay là đi là sao lại không mặc áo rét? Vừa nãy tưởng trời nóng. Vừa nãy là tưởng trời nóng à? Vâng. Thời tiết không biết là ở xuôi là các bác như thế nào rồi, nhưng mà ở trên chỗ được thì đến cái thời điểm hiện tại là hơi se lạnh một chút rồi các bác. À, nếu như các bác có những cái bộ quần áo ấm nữa các bác thì có thể là cháu được xin, cháu được gửi cho các em mua ở đây nhá. Đây, đi vào đây mua luôn này. Dạ. Vâng. Không biết là chủ quán thì đi đâu rồi. Ơ, cái bà chủ đến đâu rồi cô? Cô cháu gọi ấy. Chỗ này thì là cũng hay thường là mua rồi các bác, cho nên là giá cả thì cũng khá là hợp lý. Đoàn đi Giang để ở nhà là có quần áo rét không? Không. Không á? Không. Thế hôm nọ các bác gửi cho thì có bộ nào không? Không, quần áo. Thế hôm nọ là của em Đoàn là nhiều à? Không. Trích thì là không có bộ nào luôn rồi các bác, trích này. Áo này thì hôm nọ là các bác gửi lên cho hay là ở nhà có? Hả? À? Ở nhà có à? À, thế là trước là bố mẹ mua cho đúng không? À, hôm nọ thì cũng mua là hôm nọ là mua quần áo chưa nhỉ? Hôm nọ anh đưa hai anh em đi mua quần áo chưa? Chưa. Chưa đúng không? Ừ. Thế đợt này thì áo kia thì có nhiều rồi, cho nên là mua áo Z nhé. Ừ. Không biết là chị đi đâu rồi. Ba anh em ở đây đợi anh một tí nhé. Anh đi gọi chị cho. Dạ. Chị ơi em gọi, anh của em gọi đây. Định ra tận kia gọi nhưng mà thôi. Ba anh em chọn đi. Đấy, thích áo nào thì chọn đi. Cho ba anh em là khác chọn nhá, trích vào đây nào. Áo rét nhá. Áo nào ấm ấm một chút này. Cái này thì là người già hay sao rồi nhỉ? Ồ, cái này là thuộc dạng là người già rồi các bác ạ. Các em cũng biết chọn quần áo rồi, cho nên là để các em là tự chọn để cho nó các em thích cái nào thì cho tự chọn. Hôm nay thì nói qua về cái phần quà của bà An Phạm một chút cô bác nhé. Cháu Lực là phải ghi ra tay này các bác này. Bà An Phạm có gửi cho cháu Lực là 100 đô, thì là tương đương là 2.468.000, và trong đó thì là bà cho cháu Lực là 40 đô. 40 đô thì rơi vào là 976.000, và còn dư là 1.400.000 là 92.000, thì là cho nó tròn là 1.500.000.
cho các em là ba anh em là mỗi người là 500.000, cho các em là ba mỗi người là 300-500.000 để cho. Cái áo này thì có như kiểu dạng là nó chống mưa phùn một tí không? Đúng rồi đấy, có mưa phùn một tí chống là nó ấy luôn, và chống ướt luôn. Vâng. Vải này vải đẹp mà, mặc thử đi cô. Đây, đoàn vào đây nào. Vâng. Đây. Này có cái áo nào mà nó dày dày cục cụ như cái loại này không chị? Có. À, cô. Có áo phao. Nào để anh ấy ra. Đây, cứ thử áo gió không? Cô bị áo phao chưa? Cái mùa này mà áo phao được nóng quá không? Mùa này thì nó là mùa thu đông rồi cho nên là mặc áo này thôi. Thời tiết ở trên này thì như cô cháu mình còn mặc áo này rồi. Đấy. Nào, thế nào? Ý lúc nào áo dày hơn ấy. Lúc nào mà nóng thì bỏ ra, còn lạnh thì mặc vào. Đúng rồi, còn lúc nào mà lạnh quá thì áo dày hơn. Nào, lấy quay đây chú xem nào. Quay đây anh xem nào. Xuống đây chọn cho cuốn này cái áo màu tím này cho nó. Vâng. Mua cái nào mà lớn lớn một chút nhá, năm sau thì mới mặc được. Cái áo màu tím này nhá. Cho nó sạch hơn màu này đã ấy hơn. Rồi. Đấy, nào. Okay cái này khóa nó có bị biết tuột ra không cô? Hả? Khóa nó có bị biết tuột ra không? Không, khóa đấy khóa chắc mà, vải đấy vải đẹp mà. Thích cái này đúng không? Cái này vừa chưa? Vừa rồi nhá, thế mặc luôn cái này nhá. Còn nếu mà nóng thì bỏ ra. Đúng rồi, nóng thì bỏ ra. Phanh phanh bỏ bỏ như anh này cho nó đỡ lạnh, à cho nó đỡ nóng. Đây, đây chị lấy trong cuốn cái áo màu tím này cho đẹp. Này nó sạch hơn màu hồng này. Áo này bao tiền một cái cô? Áo đấy á, thôi nếu mà lấy thì cô lấy 160 cái đấy, vì cô bán 200. 160 à? Thôi. Hôm nay cái này rẻ hơn. Hôm nay thì ba anh em thì được mỗi người là 500.000, thì làm sao mà mua cho nó vừa cân đối là 500.000 đấy. Thế thì thoải mái. Dạ. Thì cái áo này vải xịn mà cô bán 200, cô lấy 160, cái này cô lấy 150. Áo này thì cái áo này nó thấy là nó mỏng mỏng hơn một chút đấy cô bác. Cho mỗi người là hai cái cô. Đúng, 2 cái. Vâng. Lúc mà còn có cái thay ra thay vào các bác ạ. Mỗi người là hai cái thì là vẫn còn dư ra. Còn dư ra thì một tí mua một cái quần. Mua thêm cái quần nữa. Lấy thêm một cái áo này nữa nhá. Màu xanh này cho nó sạch. Vâng. Đây là lấy màu hồng này. Trích là thích màu nào? Thích màu nào? Màu này hay cái này? Hay lấy hình con thỏ này. Cái này thì nó bẩn nhanh hơn đấy. Còn cái kia thì nó sẽ... cái này nhá. Áo trắng quá thì là bẩn nó nhanh hơn các bác. Giang là được cái nào chưa? Đấy, lấy cái màu đen này nữa này. Đào Giang thì thử lấy cho chú xem nào. Anh xem nào. Nhất anh Lực nhá. Quên đi kêu gọi xin quần áo về mua cho các em mặc ấm. Các em thì rất là lâu rồi là chưa được đi mua quần áo mới đấy, cô ạ. Nhất anh Lực đấy. Bố thì Nhất phải cảm ơn anh Lực nhiều vào nhá. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân nhiều vào nhá. Đấy, cái thằng này mặc cái đen này. Giang thì được, đoàn thì được một cái đúng không? Thêm cái này đúng không? Rồi. Đấy, lấy cái này này. Cái này thì liệu có sợ đủ ấm không? Đúng rồi, lấy cái này đi. Cái kia nó ấm hơn kìa. Cái này ấm hơn. Tại vì cái này là nó là thuộc dạng là áo gió của bác ạ. Cái đấy mỏng quá, cái này dày hơn này. Rửa trên đấy nó lạnh. Đấy, thằng này lấy hai cái này. Đoàn được chưa? Đấy, hai cái này. Đoàn là được hai... Giang là được hai cái này đúng không? Ừ. Còn là em trích được chưa? Hả? Được, vừa rồi. Vừa đúng không? Được. Còn đoàn này cái này là vừa chưa? Vừa rồi, cái đấy nó dày. Vừa đúng không? Có lạnh không? Nếu mà lạnh thì mặc luôn nhá. Rồi, Giang thì có lạnh không? Nó mặc áo len đấy không lạnh đâu. Nếu mà lạnh thì mặc luôn nhá. Còn trích thì mặc luôn nhá. Trích thì mặc mong manh quá. Mặc cái màu tím này cho đẹp. Hay là lấy màu này. Trích, đấy, trích xem là màu nào ưng nhá. Đây, cái này là cái của đoàn đúng không? Được là mỗi người là hai cái rồi. Đấy, bây giờ thì cho cô thì tổng tiền đó thì xem là số tiền là còn bao nhiêu. Vẫn cứ lấy thêm mỗi đứa một cái quần nó thừa thoải mái. Cái khoản này là cái khoản mà để mà mua quần áo ấy, cho nên là cháu Lực sẽ không có chi vào là mua thực phẩm đâu các bác. Thực phẩm thì cũng có những cái khoản khác để mà chi rồi. Đấy. Thì bây giờ là mua được rồi đúng không? Thì cô xem là chỗ này là bao nhiêu tiền rồi? Đứa này phải được hai cái quần nữa. Hai cái quần á? Ừ. Thế cô lấy cho cháu đứa này thêm nữa. Lấy một cái quần, đứa này cũng lấy một cái quần vẫn còn thừa mấy chục đấy. Thế thừa mấy chục thì một tí nữa cho các em là đi mua kẹo hay đi mua phở ăn nhá. Hay mua gì đấy? À. Đây
thì kể cả đứa kia lấy quần cũng vẫn đấy. Vâng. Vẫn thừa. Đấy, thế hai anh em mà. Nhưng mà đứa đấy lấy quần bò thì liệu có đủ không? Lấy quần bò hay quần gì? Lấy quần bò à? Lấy quần bò à? Cô xem là nếu mà lấy quần bò này thì liệu có đủ không? Cô bán cho nó, lấy quần cho nó một cái quần bò nữa. À. Nếu quần bò là thiếu tiền đấy nhưng mà thôi, cô ủng hộ luôn. Vâng. Nha. Thế là nếu mà cái quần bò loại đẹp đẹp này cô này thì là em Giang. À, cô bác ạ, là em Giang là sẽ không có đủ là số tiền là 500.000 nữa. Còn như các em thì đủ. Nhưng mà cái phần đấy thì là cô sẽ là cô bán quần áo đấy cô bác. Thì cô sẽ coi như là cho đấy, ủng hộ cho các em. Không lấy quần rách như đâu. Lấy quần thẳng như đâu. Lấy quần như này mà đi học thì quần rách lên sợ thầy. Không lấy quần rách đâu. Lên các sợ thầy, cũng thầy cô giáo nói ấy. Cái đấy thì đứa đấy vừa. Cái này nó bị ấy như thế này thì quần này thì nó thuộc dạng là như kiểu là dạng là nó nhìn nó rất là đẹp đấy cô bác ạ. Nhưng mà khi mà người ta nhìn vào mình ấy, người ta đánh giá là mình thuộc dạng là ăn chơi, hiểu không? Cho nên là lấy cái quần nào mà nó phẳng lì như này cho anh nhá. Đấy. Quần này thì các em nhìn vào thực sự là rất là đẹp cô bác. Cháu Lực cũng nhìn vào cháu Lực cũng thích ấy. Đấy, nhưng mà nếu mà khi mà cháu Lực mặc cái quần này ấy, thì sẽ cảm giác là không có được ưng như lắm. Đoàn là được chưa? Rồi. Nay được đi mua quần áo có vui không? Có. Có vui à? Đấy, còn cái tiền kia thì là cất để mà tí nữa cho mẹ nhá. Nào cho chú xem nào, cho anh xem nào. Đưa đấy cũng lấy quần bò. Nào, xem nào, quần bò hết. Không thì một tí nữa bù trừ, nếu mà tí hơn thì cũng được, thì bù trừ cho nhau một tí. Đấy, còn là đứa kia thì nếu mà ấy thì cho một cái quần thôi. Đứa này lấy quần vải hay quần bò? Thì lấy quần bò à? Ok, cô khắc tính quần lựa. Đấy, một tí nữa. Bù cho. À, Lực anh còn làm được việc đấy cơ mà. Một tí nữa, cô cứ hơn một tí thì để cháu bù lại cũng được, không sao. Chọn đây rồi đúng không? Rồi. Đấy, cái đấy nhìn nó đỡ hơn cái này. Cái này nhìn nó ăn chơi hơn. Một tí nữa thì để anh đưa ba anh em là về luôn nhá. Hôm nay thì xe là bắt buộc là phải cân 4 rồi cô bác ạ, hôm nay ấy. Nào, trích ra đây nào, cho cô chọn cho nào. Tí nữa phải cảm ơn anh Lực, cảm ơn các mạnh thường quân nhá. Ba anh em. Cảm ơn cả cô nữa, cô còn bớt cho nhiều đấy cái này ấy, không là nếu mà đi ra ngoài chỗ khác là họ là... không bán như thế đâu. Không là không mua được nhiều thế đâu cô bác ạ. Cô ở đây là cô bán quen rồi. Cô cũng rất thương các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. À. Nếu cái này cho nó dài một tí cho thoải mái vì cho còn lớn nữa. Nếu mà mua cái ngắn hơn. Vâng. Thì sợ ngắn. Cô cứ lấy cho cháu lớn lớn một chí cũng được mà, nhưng mà quan trọng là cái phần eo nó vừa là được, còn cái phần độ dài thì mình được. Cái này nó là quần chun thì không lo. Vâng. Có khóa thì mới lo. Vâng. Lấy hai quần bò à? Hai quần bò. Cô lấy bây giờ cái này thì một tí nó sợ các em không đủ đấy, cô lấy một cái thôi xong là bù trừ. Cứ lấy đi. Dạ. Cứ lấy cho nó cái đấy đi. Dạ. Cô vừa bán rẻ cho nên. Dạ vâng. Đấy đáng nghe ra là trích là được một cái thôi cô bác đấy, nhưng mà đấy là cô là cho thêm. Lấy hai cái nhá. Cho luôn hai quần bò luôn nhá. Trích có muốn lấy hai cái hay là một cái? Lấy một cái thôi á. Nhưng mà lấy một cái thì ở nhà thì có quần áo nhiều không? Có không à? Thì không, lấy cái đi nhá. Hôm nọ thì cũng có là một số bác là gửi cho rồi các bác. Một cái này nữa nhá, hai cái khác nhau. Đây lấy hai cái này khác nhau này. Đoàn là được chưa? Chọn được rồi đúng không? Đoàn với lại Giang thì được mỗi người là hai cái áo khoác của bác ạ. À, trích thì hai áo khoác lại một cái quần nữa. Đấy, bây giờ thì cô tính tiền cho cháu. Đây. Bây giờ thì để cô để vào túi bóng nữa. Giang thì chọn được chưa? Bà nó lấy một cái quần kia rồi mà không lấy à? Để xem là chắc là chọn xem là cái nào đẹp hơn. Đấy. Đây là mặc cái quần này đi học này. Đây này. Rồi. Mà cái quần này đi học mới có giống như ca sĩ rồi. Dây dựa đúng không? Đầy đùi đầy chân luôn.
Cái này là trước là cô chưa làm, cái này là rồi, thường thường là chủ nhật mới bán được cô nhỉ? Thường thì là cô mới bán. Vâng. Như tối hôm cô làm cái này thì bây cô bán cả ngày. Vâng. Chủ buổi sáng đi chợ. Vâng. Này là các cô là đi khắp các chợ phiên đấy cô bác. Cô đi hết. Từ thứ hai là đến thứ chủ nhật. Còn là những cái buổi chiều chiều cô lên thì cô mới mở thôi. Số 24, số 24 vừa không Giang? Số 24 nó bằng được mà. Cái đấy nó mặc vừa mà. Đây, đây là của em bé này. Vâng, đấy, mỗi người là một à. Đấy, em bé này là được hai cái áo, hai cái quần. Vâng. Hai áo, hai đấy, đây, cô. Của bạn gái kia là bao tiền rồi cô? Của đứa này là... Ủa đứa này có hơn 400 một tí, đứa này vẫn thừa tiền đấy. Vâng, vâng. Đây, bạn này cũng được hai áo gió. Vâng. Áo gió đẹp và một quần bò. Mặc luôn áo đấy à cô? Mặc luôn đi, tí đi xe là lạnh cô ạ. Nhất anh lực nhá, đấy. Rất thương các em vùng cao. Đấy, Giang chọn cái đấy đi. Đấy, cái đấy đi, cái đấy đẹp mà cú. Mấy cái kia nó bị rách không, nó bị thủng không đấy? Cái đấy là nó chỉ may vào đấy thôi chứ không rách đâu. Không to đâu, cháu phải mặc những cái như này. Xem là xem cái quần của em là số bao nhiêu. Cái này số 24 là số bé nhất rồi. Cháu mặc phải mặc cái này, nếu cháu lấy số bé hơn về nó sẽ vài hôm nữa sẽ bị chật luôn. Thì cô bán quen rồi cô biết. Nếu cháu lấy cái bé hơn là về vài hôm là sẽ bị chật. Đây cả ngay như cháu thỏ thử xem bây giờ là cháu mặc vừa in luôn. Đấy, lớn hơn một chút thì cũng không sao, lớn đấy. Hơn thì có thể là sang năm sau thì còn mặc được. Nhưng tầm Giang như này thì bây giờ lớn rất là nhanh quá ạ. Đấy. Bây giờ thì được chưa? Cái nào? Đây cô. Của Giang là hai cái này đúng không? Mới mua quần áo thì đã ưng chưa? Rồi. Ưng chưa hả Giang? Ừ. Rồi đúng không? Trước thì có ưng chưa? Đây là mặc đi học thôi nhỉ? Đi học về xong lại cất đi không ạ? Đi học lại tiếp tục mặc. Còn lên trên rừng thì mình là mặc bộ khác nhá. Ba anh em là cũng ai là cũng chưa ăn đâu các bác ạ. Đây thì sao bây giờ bắt đầu là để cho cô tính nhá, tiền đấy. Đấy một tí nữa về là ba anh em lại đi đâu hôm nay á? Để đi đổi công. À đi đổi công à? Thế còn là em thì đi đâu? Không đi đổi công. À, thế là ba anh em là cùng nhau đi hết à? Nhà ba anh em là gạt chưa? Nhà em là gạt hết rồi đúng không? Giờ đã phải đi đổi công gặt lúa đấy, con nhà mình lớp 10, lớp 11 vẫn phải bắt ăn. Các em thì lớp 3, lớp 4 thì lớp 3, 4 phải đi đổi công đã đi biết đi đổi công rồi. Túi này thì có phải túi không nhỉ? Không phải đâu cô nhỉ? À, đây, túi của này là túi của Giang đúng không? Cái đấy, cái của đứa này ấy, thì là sẽ hơn 500, nhưng mà thôi cô sẽ ủng hộ luôn, cô không lấy thêm tiền nữa. Dạ. Của đứa lớn này. Thì cô làm tròn luôn là 500 nghìn à? Rồi, cô làm tròn luôn là 500 nghìn, cô vâng. Ủng hộ luôn, cô không lấy thêm tiền nữa. Vâng. Vì... Còn bạn này cô? Còn bạn này thì cô xem. Cái này là 160 và cái kia cô lấy 150 thôi là 301, cái quần bò 251 thôi, cô cũng lấy luôn. Dạ. Tròn tiền luôn. Vâng. Nên tròn của bạn này sẽ thừa tiền. Bạn này là còn dư ra bao nhiêu cô? Đây, của bạn này là cái quần bò 90 nghìn, hai cái là 180 này, áo gió này của nó 140 một cái nữa. Dạ. Là 280 với 180 là 460, vẫn thừa 40.000. Thừa 40.000 à? Thế thì đây cháu gửi cho cô là 150.000. Đấy, ba anh em này là 150.000, còn hai em thì là tròn 500.000 đúng không? Là cô là cho nó làm tròn đúng không bác, chứ không là chứ không là không đủ. Vậy thì cho ba anh em là đi ăn phở nhá. Đi ăn phở phải không? Thế rồi, thế thôi cô ủng hộ thêm nhá, cho mỗi ba anh em một bát phở là 60.000, ba anh em 20.000 một bát.
Đây là cô giả lại 60.000 cho ba anh em là được 3 bát phở luôn. Vâng. Đáng nghe ra là cô là giả lại là 40.000 thôi các bác, nhưng mà cô lại cho thêm là 20.000 nữa để cho các em đi ăn phở. Rồi đi, xin cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. Rồi. Rồi. Giữ sạch sẽ rồi, cảm ơn anh Lực nhá, cảm ơn các mạnh thường quân nhá. Đi cô nhá, cảm ơn nhá. Giờ thì cho ba anh em là đi đi ăn đó các bác. Chắc là ba anh em là cũng chưa ai ăn cả. Muốn ăn chè là đi ăn phở. Đi ăn phở trước xong nếu mà tí ăn chè sau nhá. Rồi. Ăn chè thì nó không được no lâu đâu, chè thì nó là nước thôi. Đấy, còn là phở thì nó sẽ được lâu hơn. Thế hôm nay mẹ có ở nhà không? Hả? À? Mẹ là đi đổi công hết rồi đúng không? Thế đi đổi công hết rồi này thì có phải mua phở về cho mẹ không? Mua phở về cho mẹ đúng không? À, thế thì một tí nữa lấy thêm một bát phở là về cho mẹ nhá. Rồi, thế là vấn đề là đi vào đây ăn phở đi. Trên này thì không có cơm không bác ạ, chỉ có là muối phở thôi. Thành ra là bắt buộc là phải ăn phở thôi. Bà này cho cháu một bát mang về bà ơi. Cháu bát phở bà. Thế này cô đó này lấy đi bán, lấy đi thế nào đấy? Vừa đi mua về bà, đi bán mua, rồi. Mua cho các cháu hả? Vâng. À, mua nhiều thế hả? Mỗi người mua 500 nghìn rồi. Mỗi người 500 nghìn. Vâng, đấy, ra đây, bên này mua, bên này ngồi ăn phở đi. Dạ, làm cho cháu một bát luôn bà ơi. Đây là hai anh em là từ hôm nọ anh đưa đi làm ăn phở đến hôm nay à? Này lâu đi đây. Ba anh em ngồi bên này, Trích ngồi bên đây. Đấy, ngồi đi dịch vào trong. Này đoàn lau bàn đi. Từ sáng đến giờ thì cháu được thì cũng chưa ăn cô bác, thì bây giờ là sẽ cùng các em là ăn luôn. Nào ngồi được không? Ba anh em ngồi được không? Được đúng không? Thế mẹ là một tí đi đổi công thì có về nhà ăn cơm trưa không? Không á? Thế nhưng mà không, bây giờ mua phở đi về thì một tí nữa nó chả hỏng hết à? Hả? À, nhưng mà vẫn mua phở về cho mẹ nhá. Nhá. À. À, thời tiết thì ở bên ngoài là các bác nhìn thấy này, sương mù rất là nhiều. Mà các em đi thì điệu mỗi người là một cái túi hạt chẩu ấy. Nhưng mà lúc mà đi thì có thể là nóng, có thể là nóng người. Nhưng mà đến lúc mà bán xong ấy, có thể các em về nhà là sẽ lạnh các bác ạ. À, áo này thì là nó không dày quá nhưng mà nó cũng giữ được ấm. Nhớ là áo này là mà để đi học là nhiều hơn nhá. Vâng. À, còn những lúc mà đi học xong ấy thì cất về nhà nhá. Có hai áo mua cho mỗi người là hai cái thì thay ra thay vào. Thế thì anh cũng nói với lại là các em là hôm nay anh nhận được một cái phần quà là từ bà An Phạm nhá. Đây, bà An Phạm là gửi cho các em là 1.492.000. Đấy, nhưng mà anh làm tròn luôn thành là 500.000 nhá. À, làm thành triệu dưới nhá. Thì bây giờ là ba anh em là gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhá. Nào bây giờ thì Giang là anh cả thì Giang là gửi một lời cảm ơn tới bà trước nhá. Rồi. Con cảm ơn bà. Nhìn vào kia ạ. Đó, vì trên với cho con mua quần áo ạ. Con chúc gia đình bà khỏe mạnh ạ. Rồi, nào em đoàn nào. Con cảm ơn bà đã gửi tiền cho con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Rồi. Gia đình. Rồi, nào, Trích nào. Con cảm ơn bà đã gửi tiền cho con mua quần áo. Con chúc bà luôn mạnh khỏe ạ. Rồi, thế thì hôm nay là các em được đi mua quần áo mới rồi thì có thích không? Có vui không? Rồi, đi học là phải học nhớ là cố gắng là học nhé. Đấy. À, Giang thì là có suy nghĩ là nghỉ học là đi làm thuê các bác ạ. Đấy, nhưng mà từ hôm em mới về thì cháu Lực cũng đã nói với em ấy, nói rất là nhiều. Đấy, còn nghe không thì là cái bản thân của em ấy thôi.
cháu Lực thì cũng không cấm cản được. Kể cả bây giờ nếu mà Giang đi trốn thì cháu Lực cũng không biết, cũng không biết đường nào mà tìm cả. Bây giờ thì đợi ngồi đợi ăn phở nhá. Được chưa bà ơi? Hả? Bây giờ thì mới làm cô bác ạ, vừa rồi thì bà hơi đông khách. Rồi ở đây thì cháu Lực cũng cảm ơn bà, và hôm nay thì cháu Lực cũng đã nhận được là cái khoản bà của bà hỗ trợ thêm là kinh phí đổ xăng đi lại nữa là 976.000. Đấy, 976.000, và hôm nay thì đưa các em đi mua quần áo đấy. Thì vừa rồi là cháu Lực cũng đã mua là xong hết rồi các bác. Đấy, cũng mua là như thế nào thì cháu Lực là ghi hình như đấy cả. Cũng không có cắt hay là không có chỉnh sửa, cũng không có dặn dò gì một chút nào cả. Như bây giờ thì không nhớ là áo với lại quần các em là mua bao nhiêu đâu, nhưng mà chỉ nhớ là của Giang là mua hết là hơn 500.000, của Đoàn là mua hết là hơn 500.000, còn của em Trích là mua hết là 460.000, thì còn dư là 40.000 thì để mua phở cho các em, và được cô chủ quán là cho thêm là 20.000 nữa, thì một tí nữa các em là mua cho mẹ thêm một bát nữa. Và nếu như các em có đi mua ăn chè thì cháu Lực sẽ trích cái tiền của bà cho cháu Lực để mà làm kinh phí đổ xăng ra, để mà đi cho các em là đi ra kia ăn chè. Đã bao lâu rồi ba anh em là chưa được ăn chè? Có biết chè là gì không? Có à? Thế ăn thế bao lâu rồi chưa được ăn chè? Không cần nhớ từng ngày nhưng mà lâu chưa? Lâu rồi à? Rồi bây giờ thì phải ngồi đợi ăn phở, ngồi đợi phở một chút đã cô bác ạ. Nói ba anh em là trước khi ăn uống là anh chú đang ghi hình là phải mời các bà nhá. Nào, ta trích trước này. Rồi, nào Đoan nào. Con mời con các bà ăn phở. Rồi, nào Giang nào. Con mời con các bà ăn phở. Rồi. Nói của cháu Lực thì là đang làm sâu các bác cho ba anh em là ăn trước. Đấy, cho gia vị đi. Đấy, cho em trích nữa. Nào, trích nào, đảo lên nào. Người xa quá không? Người dịch lại gần tí. Nào. Thôi. Rồi, đấy. Xa quá tí gắp phở không đến. Này là trên sáng là chỉ có phở gà thôi cô bác. Thì ra là chỉ biết ăn phở gà thôi. Này thì sẽ ăn là cùng các em luôn. Có để tránh vào không? Rồi đấy, anh Giang là rất là ý tứ của bác ạ, lấy đũa cho các em này, lấy thìa cho các em này, cũng như là một người anh này, vừa là một người bố nữa, bảo ban các em. Thấy ba anh em là ăn là rất là ngon. Rồi vắt lên trên này này, tí có hạt nó đắng. Ở đây, vắt ở đây. Đấy, hết rồi đây. Đánh bóp cho đây. Bóp cho đây. Đấy. Từ. Này là không biết bóp là tí bóp cả hạt ra xuống là ăn nó đắng lắm. Rồi. Khá là đói, thành ra là nhìn các em ăn thì cũng đói theo thôi các bác. Nếu mà thường thường mà cũng chia sẻ với các bác một chút này, buổi sáng ấy là có thể là những cái buổi sáng sớm các bác, là cháu Lực là dậy ra đây ăn phở xong là đi đến chiều xong mới về. Một ngày là chỉ duy nhất là ăn một bữa cơm thôi các bác ạ. Rồi, xin nhá. Còn là của em quay phim thì để kia đó, em ấy quay phim đó. Lấy cho chú xin, cho anh xin tí ớt kia nào, cho anh xin đôi đũa nào, cái thìa nào. Đấy, rồi.
bây giờ thì xin mời tất cả các bác cô chú anh chị là cùng cháu Lực với lại là các em là ăn phở cô bác nhá. Đây thì gọi là ăn trưa luôn rồi các bác ạ. Ăn ăn phở là thay cơm một trưa luôn. Cái thìa này thì có công dụng rất là tốt này, cái thìa này nó bị thủng ấy. Nó bị thủng một lỗ đấy nha, là bát làm nước nó cứ chảy xuống nó không đi xuống dưới. Hôm nay không có rau à bà? Hôm nay không có rau à? Và đấy, bây giờ thì tí nữa ăn phở xong là anh đưa các em là đi về sau nhá. Bây giờ thì ba anh em ăn đi nhá. Cháu Lực cũng xin dừng ghi hình cho các bác để ăn một chút đã, cho em quay phim là em mới ăn luôn. Lưu Minh Vũ. Xin chào quý anh. Vừa rồi thì mua quần áo xong rồi các bác ạ. Cũng không phải là quay lại để mà đổi quần áo đâu. Là cô có điện cho cháu Lực rằng là tặng cho các em là thêm là quần áo nữa. Nè, đi vào kia. Thêm hai cái áo nữa. Đấy. Bây giờ thì đoàn nói cháu xin cô trước nào. Khoanh tay vào. Cháu xin cô em hai cái áo này nhá. Vì ai cũng hoàn cảnh khó khăn. Đấy. Đây, tặng em mỗi người hai cái áo vải này nhá. Mặc được không? Ủa? Rồi, nào Giang nào, xin cô nào. Xin cô. Rồi, okay. Nào Trích nào. Nào ra đây. Đấy, cháu xin cô. Cháu xin cô. Rồi, okay. Đấy, vừa rồi thì đang ăn phở, các bác ăn phở xong thì cô chú có điện là tặng cho các em thêm là quần áo nữa. Vì áo này bây giờ nó vẫn mặc được đi. Vâng. Cô sẽ tặng cho mỗi vâng. Em hai cái. Đấy, Trích với lại Trích với lại là các em thì là được mỗi người thêm là hai áo phông nữa này. Áo phông này thì bây giờ mặc đi học rất là tốt. Đã. Cảm ơn chú nhá. Đây. Cảm ơn cô chú nhá. Thoải mái vừa nhá. Thế tặng thêm mỗi em hai cái nữa. Đây đi mua chắc rồi tầm đó là 400-500 nghìn rồi đấy cô bác ạ. Đấy. Đâu, đây cô. Này là của đứa này. Vâng. Mấy thanh niên này có học cùng không? Dạ không ạ. Không ạ. Ồ, mấy thanh niên này có xe đạp để mà đi học đấy. Ở trên này thì ở gần xá đi, thành ra là còn đi được xe đạp. Thế còn các em này thì xa quá. Đấy, tà áo đẹp. À mới nha. Dạ vâng. 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 Dạ vâng. Đấy thì là cái phần này là cô chú là cô ấy cho được cô bác nhá. Đấy, cảm ơn chú nhá. Okay. Thanh xuống cái. Sao chú đang ăn phở thì chú gọi cô bác ạ. Dạ. Ủng hộ các cháu nó dạ. Cảnh. Nhưng mà các chú cô với chú gọi là rất là tốt đấy, lần nào cháu sang mua quần áo thì cũng đều là giảm giá rất là nhiều mà đồng thời là còn gửi tiền lại cho các em nữa. Và thế là chào chú nhé. Dạ. Làm được những việc như cháu là dạ. Hiếm đấy, nhưng cố gắng. Dạ. Đang đợi cô để mà gấp các em thì rất là phấn khởi các bác ạ.
Trích thì có cháy rất là nhiều, Trích ơi. Giang thì có cháy không? Hả, không có à? Rồi, đấy. Thế thì bây giờ là cầm một áo là đi về nhá. Đấy, hôm nay thì cháu Lực cũng chắc là xin được kết thúc là cái video này đây thôi các bác ạ. Cũng khá là dài rồi. Và cũng cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn yêu quý tới cháu Lực. Và rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác ở những cái chương trình tiếp theo. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú chị ở chương sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Nào, Giang nào. Xin chào, tất cả các chị em chị đã theo dõi video ạ. Rồi, nào, Trích nào. Xin chào. Tạm biệt. Con xin chào tạm biệt không các bạn. Rồi, nào, đoàn nào, ra đây nào. Đây, đây quay đây này mà. Này, quay lưng đi, máy quay cái gì, ai nhìn nữa. Quay đây. Con xin chào. Tạm biệt. Con xin chào tạm biệt con các bạn. Rồi, chắc là thấy các bạn hiểu quá là run đấy nhỉ. À, thanh niên này thì đây là cô bác này, mới lên lớp 9 thôi nhưng mà to ngất ngửi rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.